Một khi mà Accent đã lên ngôi cũng như là được lòng toàn thể tất cả khách hàng thân yêu của em, thì hôm nay em lại cập nhật tiếp tục cho mình một mẫu xe Hyundai Accent, nhưng với một cái đời cao chót vót luôn. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 số sàn. Bản này là bản lắp ráp đẹp cho em nhé, bản lắp ráp trong nước này. Cụm đèn pha các bác nhìn cho em này, thiết kế đèn halogen siêu sáng, cực kỳ to bản và mắt hết hơn như thế này. Đèn gầm và đèn bi salon cực kỳ sắc nét cho em, với cái lưới tản nhiệt đây ạ, biển 89. Mặt ga lăng siêu chất rồi, với nước sơn màu bạc cực đẹp luôn. Xi nhan thì được tích hợp ở trên gương tất cả những đường dập lổ trên thân xe, tạo lên cho xe một cái đường rất là chắc chắn luôn. Cái cửa kia là vừa rồi em chưa đóng khít nên nhìn nó hơi bị hở ra. Đây các bác nhìn này, đèn không hề hấp hơi hay là mờ nước nhé. Đèn là đèn gầm bi rồi. Và với chiếc xe này thì có 4 quả lốp mới đẹp cho em, la răng đây, các bác nhìn kỹ cho em này, la răng đây ạ. Mới đẹp căng luôn, gầm bẹ là chắc chắn rồi, không hề bị xét gì đâu ạ. Xin nha, tích hợp trên gương. Gương kính thì liền đời theo xe. Chỉ số gương đây các bác nhìn cho em, chỉ số gương này. Có cả vỉ chắn mưa cho mình rồi. Một chiếc xe Accent đẹp mà em nhìn này, các bác nhìn cho em nghĩ là như từ lăn từ hãng ra, rất là mới luôn. Bao zin đẹp cho mình, cam kết không đâm xô, không ngập nước. 385 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới tại khách hàng nhà mình. Từ phần táp lô đẹp cũng như từng phần cái lúm nhựa cứng này, ở phần điều hòa, các thanh gió chỉnh điều hướng này, hoạt động hoàn toàn bình thường. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng sẽ quay cho mình. Cam kết đẹp zin cho mình luôn. Táp ly rất là đẹp căng luôn này. Keo chỉ zin, nút bấm đinh tán này, hay là từng cái nút cao su này cũng còn đẹp cho em, không hề bị mất. Từng con ốc đây đẹp căng luôn nhá. Móc khóa này, đó các bác nhìn cho em này, rất xuất sắc luôn đúng không? Ghế da đẹp zin luôn. Xe này em cam kết đẹp zin cho mình. Đời 2019, trang bị động cơ 1.4, thảm rối này, thảm 3D cực kỳ đẹp rồi. Ngay từ phần gioăng cửa cũng vậy luôn, không hề một phần nào bị rách vỡ gì đâu ạ, còn đẹp căng cho em. Quay sang bên cánh phụ phía dưới này, gương kính cũng liền đời theo xe cho em nhé. Tất cả chi tiết gương kính đều liền đời. Táp ly đây ạ, táp ly đây. Đời 2019 thì làm gì có dấu hiệu gì mà bị mục mọt được, bị mờ bóng được đúng không ạ? Keo chỉ zin, nút bấm đinh tán đây. Gioăng cửa này, không một phần nào bị rách vỡ. Bút chấm sơn QC của nhà sản xuất còn nguyên cho em. Từng con ốc này, nút bấm đinh tán này còn đẹp căng luôn. Quay thật là chi tiết cho khách hàng nhà mình để có một cái nhìn tổng quát hơn. Móc khóa này, ghế da này, thảm này, điều hòa hai vùng nóng lạnh rõ rệt cho em. Trần là trần lỉ zin, chưa bọc ni lông cũng không lên trần da 3D. Đôi khi khách hàng không thích lên những cái đấy, để nguyên cho nó nguyên bản. Lốp đây các bác nhìn lốp cho em này, phải gọi là xuất sắc không đúng không ạ? Nhìn từ những cái tâu rua rua này, dâu này còn nguyên này. Quay sát cho mình gầm bẹ đây ạ, la răng cực đẹp. Ở phía sau xe của chiếc Hyundai Accent đời 2019 này thì có 4 mắt cảm biến va chạm cho em, có cam lùi đầy đủ, cụm đèn hậu thiết kế to bản, rất là dài và ăn sâu hẳn luôn vào trong khu vực lắp cốp luôn. Có đèn báo rẽ trên cao cho em rồi. 4 mắt cảm biến va chạm. Là dùng khóa khiển cho em nhé. Em sẽ quay cho mình phải gần gầm bẹ này, các bác nhìn rõ này. Đây, gầm bẹ cực kỳ sắc nét luôn. Bản sedan hai đầu khoang cốp cực kỳ lý tưởng luôn. Em sẽ mở phần khoang cốp lên để khách hàng nhà mình nhìn phần khoang cốp của xe. Dùng khóa khiển mở khoang cốp lên cũng được, và mở nút ở trong xe cũng được luôn. Với bản sedan hai đầu thì khoang cốp cực kỳ lý tưởng này, các bác nhìn này, Accent này sạch đẹp luôn cho em. Phải gọi là xuất sắc luôn. Lốp sơ cua là hình như là gần như là chưa dùng đến ạ. Lốp sơ cua và dụng cụ các tăng kích nốt này, sàn bệ các bác nhìn này. Lốp bấm đinh cán này. Keo chỉ zin của lắp đít cốp xe đây các bác nhìn này, nhìn kỹ xem keo chỉ zin này. Lốp bấm đinh tán này, thảm chống nóng giảm nhiệt, giảm tiếng ồn còn nguyên cho em này. Máng nước đây. Quay chi tiết khách hàng nhà mình, lốt bấm đinh tán máng nước này. Gioăng cửa đây, ôm trọn phần miệng cốp luôn. Với bản sedan thì khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho mình rồi. Phải gọi là xuất sắc. Lốp sơ cua còn chưa dùng đến, rất là sắc nét luôn, còn mới đẹp cho em. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, có đèn gầm đầy đủ, có đèn báo rẽ trên cao luôn này. Tất cả đường dập lối đây cực kỳ khỏe khoắn nhá. Sang lốp bên đây, em đã nói rồi, với 4 chiếc lốp xe
đi theo xe cực kỳ chất lượng cho em này. Gầm bệ sắc lét luôn. Từng cái dâu tua đua xốp ở cái lốp này cũng còn đẹp cho em này. Mở sang hàng bên ghế phụ bên mắc tài đây. Móc khóa này các bác nhìn cho em nhé. Nốt đinh tán này. Móc khóa và cánh bật cửa bản lề đây các bác nhìn này. Bút chấm sơn của nhà sản xuất còn nguyên. Này 2019 chỉ có hơn 300 triệu thôi mà được một siêu phẩm Accent cực chất cho em. Accent giờ lên ngôi, rất được lòng khách hàng tin dùng cũng như tin tưởng này. Bước vào hàng ghế thứ hai, cảm giác của em Hương là gì? Rất là rộng rãi. Với hàng ghế da chắc nịt, điều hòa lóng lạnh hai vùng rõ rệt cho em. Khu vực bác tài điều hòa riêng, khu vực ghế sau điều hòa riêng. Các bác có thể tùy ý chỉnh cho mình. Gió này, lấy gió này. Và có cho mình một cái cổng sạc đây. Cổng sạc các bác nhìn này. Ký hiệu cổng sạc đây ạ. Mua một cái tẩu, mua một cái đầu USB, đầu cổ sạc đấy là có thể sạc được rồi. 4 quả loa to bản trang bị bên 4 cánh cửa cho em rồi. Và bây giờ thì em xin mời các bác đến trung tâm điều khiển. Đến phần trung tâm điều khiển bộ lão của chiếc xe. Đây, quay hết phần táp ly bên bác tài. Táp ly bên bác tài là một trong cái cánh cửa mà được sử dụng nhiều nhất. Nhưng các bác có thể nhìn thấy này. Đẹp căng luôn đúng không ạ? Keo chỉ zin này, nút bấm đinh tán này, gioăng cửa này. Không hề rách vỡ. Bước sâu cho vào trong khoang đầu lão của chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 số sàn 385 triệu thôi. Cụm đồng hồ hiển thị này, xe chạy đây ạ. Công tơ của xe đây. Túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng có nghe gọi này. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn, không cần phải bọc bất cứ một cái gì, cũng đã đẹp sẵn như này rồi. Những thanh gió nhựa cứng điều hòa bên đây cũng vậy luôn, không hề bị gì vỡ. Điều hòa thì hai vùng lóng lạnh, sử dụng bằng cơ cho em nhé. Lấy gió sấy sưởi kính trong ngoài lấy gió này. Và cũng có cho em cổng sạc AUX, cổng USB cũng như cổng sạc 12V nữa đây. Phanh tay cũng như là cần số sắc nét cho em, cần số 6 cấp này, sắc nét luôn. Phanh tay đẹp căng luôn rồi. Màn hình đây nhá. Gương chống lóa cũng như cam sau này. Các cái đèn trần này hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Xuất sắc rồi. 385 triệu là giá em Lê Hương đang chào bán tới tất cả khách hàng nhà mình. Những bác nào thật sự quan tâm, nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Sticker nhà sản xuất này. Móc khóa cánh cửa bản lề đây. Bây giờ em sẽ mở ra. Nó gọi là gì đây? Mở ra cái trái tim của chiếc xe này. Vừa rồi thì em đã quay cái phần bộ lão cho mình xem rồi, thì bây giờ em sẽ mở trái tim cho mình xem nhé. La răng rất là đẹp rồi, phanh lốp mới đẹp cho em. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc Hyundai Accent đời 2019. Rồi ôi, phải gọi là xuất sắc luôn. Phanh ABS dẫn đến bánh, các bánh này. Các bác nhìn cho em này, phanh ABS này. Tai đèn này. Ụ giảm chấn, giảm sóc em quay luôn cho mình. Nút bấm đinh tán này. Tai đèn không hề bị móp méo. Chứng tỏ một điều gì, không đâm xô, không ngập nước. Mà em cũng cam kết thỏa thuận mua bán với các bác rồi. Thỏa thuận trên văn bản giấy tờ, chứ không phải là thỏa thuận nói suông bằng nước bọt đâu ạ. Khoang động cơ máy móc phải gọi là sạch, đẹp và chắc chắn cho em. Sự khung sườn các bác nhìn kỹ cho em này. Khô đét cũng như không bị biến dạng. Quay cho các bác cái phần lắp capo này. Keo chỉ zin đẹp cho em luôn. Từng cái cao su, lút cao su còn nguyên này. Lút bấm đinh tán là còn nguyên đẹp cho em. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất về mẫu xe Hyundai Accent số sàn đời 2019. Trang bị động cơ là 1.4 5 chỗ ngồi đấy. Em đang bán là 385 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích dòng xe Hyundai Accent này, nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và cũng đừng quên rằng trong các buổi báo giá livestream trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương vào lúc 11:30 các ngày, em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ khách hàng nhà mình ạ. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.